Rồi, chào các bạn nha. Các bạn thấy cái con gì nó ở dưới sình đó không? Đó. Nè. Đây là một con cua biển. Cua biển, cua càng cình, con cua đực. Thì mình mua về mình thả nó xuống cái đường mương này nè để quay cho các bạn xem. Con cua này khá là to, nhìn thấy nó là mê hả? Thấy không? Mê luôn. Ủa, ghê chưa? Sẵn sàng đốt đốt là nó kẹp là xước da nó chứ không phải giỡn. Cái con cua đực này khoảng nửa ký rồi các bạn, cái càng nó to lắm. Ừ. Mình thả ra rồi nó bò nó chuối chuối xuống dưới sình á, không? Nếu bình thường mà đi bắt mà thấy con cua cỡ này là rất là mừng. Nó nằm thế này thì phải chết thôi. Để mình lấy cây mình dít dít nó ra mới được. Có cái cây nữa. Nó kẹp nó giật lại không nha. Ok, nó giật. Và nếu mà một con cua biển cỡ này thì cái hang nó rất là to. Đấy. Ui, càng khủng khiếp. Nó bò không? Giờ là con cua này bị chói nữa không? Có thể là vài ngày cho nên là nó không có mạnh như con cua mà
mới bắt ở ngoài ngoài tự nhiên. Xuống mà cua nó uống nước nhiều nó cũng bò không nổi hả? Nó thổi nước rồi, cù quá to. Để nó lên bờ cái nó bò không? Đây à. Bữa nay mua con cua quay cho các bạn xem. Có con cua quay con cua đó. À, vậy thôi nha, chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.